Nam châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật Nam châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật Nam châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Mà đọc cái cuốn Phật tử nhiều không? Tại có cái ba bảy không đạo hạnh đó, thuật ngữ chuẩn xác của khái niệm vừa nêu đó là 37 phẩm trợ đạo chứ không phải là trợ hạnh, tức là 37 yếu tố hỗ trợ để dẫn đến sự giác ngộ. Thực tế thì đây là cái phần mở rộng đạo đế ở trong Tứ Thánh Đế, bài kinh đầu tiên được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai. Theo giả thuyết đó, thì Đức Phật chưa từng đề cập đến khái niệm 37 phẩm trợ đạo. Khái niệm này đó thực tế là do các đệ tử của Đức Phật về sau này tập hợp những chân lý có liên hệ đến pháp số, bắt đầu từ con số 4 kết thúc ở con số 8, chia làm 7 nhóm loại, tổng cộng thành 37 phẩm trợ đạo. Trong kinh Tăng Chi, bài kinh tuyển tập các lời dạy pháp số của Đức Phật, bắt đầu vào con số 1, kết thúc ở con số 11 thôi. Như vậy khái niệm 37 là pháp số được phát triển vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Những nhóm pháp số nằm trong 37 phẩm trợ đạo đó là được Đức Phật thuyết giảng, vì nó nhiều nhất là con số 8 thôi. Các con số 4 thì gồm có tứ chánh cần, tức là 4 siêng năng chân chính, siêng năng kết thúc các việc ác, siêng năng đó không tái phạm các việc ác, siêng năng đó phát triển các việc lành, và siêng năng đó làm cho các việc lành chưa có đó có cơ hội có mặt. Ngoài ra thì còn có tứ niệm xứ, là 4 phương pháp quán niệm nhằm giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, bao gồm quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán các đối tượng trong tâm. Về con số 4, ngoài ra còn có tứ duy ý túc, tức là 4 điều như ý. Về con số 5 á, thì gồm có 5 căn và 5 năng lực. Thực ra 5 căn và 5 lực thì giống nhau. Một cái gọi là căn tức là nền tảng, một cái năng lực á, tức là cái biểu đạt bên ngoài, bao gồm tính tức là niềm tin, tấn là siêng năng, niệm là chánh niệm, định là thiền định, và tuệ là trí tuệ. Về con số 7 đó thì gồm có 7 yếu tố cấu thành một bậc thánh, và 8 thì gồm có bát chánh đạo. Thì nói chung đó, mỗi một nhóm pháp số như thế đã từng được Đức Phật thuyết giảng rất nhiều lần trong kinh điển Pali. Nhưng mà vì các yếu tố này đó, nó có cái nội dung là hướng dẫn và giúp đỡ cho người tu tập đạt được chánh đạo, cho nên mới liệt nó vào cái nhóm là các yếu tố hỗ trợ cho chánh đạo, một phần bổ sung cho bát chánh đạo ở trong tứ diệu đế. Vì nó không do Đức Phật thuyết giảng mà do các đệ tử tổng hợp lại, cho nên chúng ta thấy có sự trùng lập khá đáng kể ở trong các pháp số vừa nêu. Ví dụ như yếu tố niềm tin đã xuất hiện 3 lần, yếu tố trí tuệ xuất hiện cũng vài lần, yếu tố tinh tấn cũng xuất hiện vài lần. Còn nếu 37 phẩm trợ đạo mà do Đức Phật nói đó, thì tình trạng bị lặp đi lặp lại trong các nhóm pháp số từ 4 cho đến 8 chắc chắn là không thể xảy ra. Dù sau đi nữa
thì việc tổng hợp của các vị tổ sư từ lời dạy của Phật để tạo ra khái niệm mới là ba mỹ phẩm trời đạo có ý nghĩa tham khảo, mở rộng và bổ sung cho con đường bát chánh đạo, cũng đáng để được chúng ta tham khảo. Xin đi câu hỏi khác. Có thể cho con biết cái quan niệm của thọ ký trong Phật giáo. Thọ ký là khái niệm của Đạo Phật Đại Thừa. Đầu tiên là xuất hiện ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, về sau đó mở rộng thêm một số kinh Đại Thừa khác. Nghĩa đen của thọ ký là một cái lời tiên tri về việc mà một vị đệ tử nào đó sẽ thành Phật ở trong tương lai, với các chi tiết gồm có quốc độ, rồi đức hiệu của Đức Phật, hạnh nguyện độ sinh, phương pháp độ sinh và những cái diện tiến độ sinh mà vị Phật ở trong tương lai đó có thể là đối diện với và tiếp nhận. Do đó học thuyết thọ ký đó là cách thức để giúp cho chúng ta tin rằng ngoài tiềm năng Phật tính, tức là mỗi người có sẵn trong kho tàng tâm của mình một bào tay Phật, thì mỗi người cần phải tin rằng năng lực đó, đó nếu tu tập đúng cách sẽ trở thành hiện thực. Và như vậy đó, trong kiếp sống hiện tại, người được phó chúc qua thọ ký sẽ không thể tiếp tục khinh thường chính mình, và người đó sẽ được đặt vào trong một cách thế buộc là phải đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong tâm, để từ đó hành động của người đó mở ra một phương trời cao rộng, mà mỗi bước chân của người đó là con đường Bồ Tát đạo. Đối tượng lệ sinh là tất cả chúng sinh, chứ không phải dành riêng an lạc hạnh phúc cho mình hay là một lễ nhóm nhất định nào đó. Do đó văn học thọ ký đó là một phần của dự đoán tương lai học đối với sự thành Phật của những con người cụ thể. Chẳng hạn như khi đề cập đến Đề Bà Đạt Đa thì ai đó cũng có thái độ khinh thường, vì ông này đó từ là bà con anh em của Đức Phật, cạnh tranh với ngài khi còn là thái tử để giành công chúa Gia Du Đà La. Sau khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ, ông đã bỏ cái vai vế là hoàng tử trong triều đình, trở thành một tăng sĩ, rồi làm đệ tử của Đức Phật. Sau một thời gian, ông lại cạnh tranh với Đức Phật và muốn thay thế Đức Phật, buộc Đức Phật phải về hưu sớm để đưa ông lên vai trò lãnh đạo tăng đoàn. Tất cả những việc làm đó nó đã làm cho tăng đoàn bị chia rẽ rất là trầm trọng. Cuối cùng á, ông bị chùi đất và chết ở trong lòng đất. Mặc dù trước đó đó ông đã khởi lên một cái tâm trạng là hối tiếc, là muốn tắm rửa thật là sạch sẽ, rồi nhờ các đồ đệ của mình á kiệu ông đến gặp Đức Phật để xin Đức Phật bỏ qua cái tội lỗi của ông. Nhưng chẳng may đó, thì đang lúc tắm ông bị chùi đất mà chết. Thì khi đề cập đến Đề Bà Đạt Đa đó, Đức Phật đã phó chúc cho ông trong tương lai bao nhiêu đời kiếp, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một vị Bồ Tát và từ đó tu tập trở thành Phật, có danh hiệu, có quốc độ, có phương pháp, giống như bao nhiêu vị Phật khác. Và học thuyết này đã một vật khác giúp cho chúng ta là không còn tiếp tục phân biệt đối xử với bất kỳ con người hay là loài chúng sinh nào. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở cái tương lai lâu xa đó là người đó sẽ trở thành Phật. Vì đó các cái hình ảnh quá khứ của người đó cần phải được khép lại, và chúng ta phải nhìn cô người đó bằng cái lăng kính của đời sống hiện tại và tương lai của người đó. Cho nên học thuyết phó chúc một mặt nói về tiềm năng chúng ta hiện thực, mặt khác kêu gọi chúng ta không nên mặc cảm tự ti về thân phận của mình, và điều quan trọng hơn nữa đó là xóa đi các thành kiến định kiến do các lăng kính kinh nghiệm quá khứ mà người đó đã từng lỡ tạo qua vi phạm luật pháp, trái ngược với lương tâm, rồi sống không phù hợp với cái mặc định dân sự và xã hội. Tất cả cái đó được khép lại và chúng ta ứng xử với người đó bằng một sự tôn trọng rằng tiềm năng Phật tính của người đó sẽ trở thành Phật trong tương lai.
Xin thêm câu hỏi khác. Chúng con có học là ví dụ như sống thực hành theo Phật pháp là cái sống hiện tại, con mơ tưởng tới tương lai nha, bị hiện thực dị vãng. Nhưng mà mình sống trong cái đời sống thì mình cũng phải làm những cái dự án cho tương lai, thì có những cái cách mà sắp xếp dự án tương lai nó có người cái chuyện sống hiện tại. Thầy sẽ giảng cho con. Chủ trương thiết thực hiện tại của Đức Phật đó, lấy hiện tại làm hệ quy chiếu. Và ở phương diện này đó, chúng ta có thể xem triết lý sống của Đức Phật là triết lý sống hiện tại, presentism. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải kháng cự các dự án trong tương lai có thể có với mình. Một điều rất đơn giản, theo Đức Phật đó, tương lai là quả của hiện tại ta. Như vậy, thay vì mình đặt một cái viễn tưởng quá xa ở những cái chuyện chưa có khả năng xảy ra và tính rủi ro để kết thúc sự xảy ra đó là khá cao, tốt nhất chúng ta hãy đầu tư một cách có phương pháp và hệ thống ở hiện tại, thì tự động tương lai nó sẽ có mặt thôi. Cho nên đó, người thực tập chánh niệm thiết thực hiện tại đó vẫn có thể có những dự đoán tương lai học, vẫn có thể có những cái kế hoạch, thậm chí là kế hoạch A, phương án B, cách thức C để áp dụng và giải quyết các vấn nạn mà người đó đang gặp phải, hoặc có thể dựa vào các cái cơ cấu của dự án đó, chúng ta phát triển chính mình về các phương diện xã hội, kinh tế, giáo dục, dân sự, vân vân. Và điều này nó không nên được xem là trái ngược với học thuyết thiết thực hiện tại. Trong quá kinh đó, có một dữ liệu mà chúng ta cần tham khảo cho vấn đề này. Kinh mô tả đó, mỗi buổi sáng trước khi vào thành phố để khắc thực và truyền bá chánh pháp đó, cho những người hữu duyên, Đức Phật đã sử dụng thiên nhãn minh, một loại thần thông biết rõ về cái nhân quả sẽ xảy ra trong tương lai đối với các chúng sinh khác. Và nhờ sử dụng thiên nhãn minh đó, Đức Phật sẽ hiểu là đối với đối tượng A, Đức Phật cần phải dẫn dắt như thế nào. Đối với thành phần B, Đức Phật cần phải hướng dẫn như thế nào. Đối với đối tượng C thì phải có phương pháp thích hợp cá biệt. Nhờ đó mà cái công cuộc hoằng pháp của Đức Phật được xem là thành công mỹ mãn. Như vậy, nó một cách thức nào đó, Đức Phật cũng đã ngồi sắp xếp các kế hoạch để tạo ra một cái kịch bản cho hoằng pháp có hiệu quả. Nếu chúng ta mạnh dạn sử dụng cái kinh nghiệm của con người để đánh giá về cái con đường hoằng pháp Đức Phật, thì chúng ta thấy là Đức Phật cũng sử dụng tương lai học. Chẳng hạn như khi Đức Phật đi ngang Ma Kiệt Đà của Đức Vua Tà Mạt Sa La để chuẩn bị hướng về núi Khấu Hạnh đó, thì Đức Vua Ma Tà Mạt Sa La vừa lo vừa mừng. Vì lo đó thì sợ nếu Tất Đạt Đa không phải là người đi tu mà là một nhà làm chính trị, thì ông ấy sẽ có thể thống nhất giang sơn về một mối. Lúc đó toàn bộ quyền lực của Tần Bà Sa La sẽ bị thu nhiếp vào tay của Tất Đạt Đa. Cho nên đó, các nhà tư vấn chính trị của đại vương Tần Bà Sa La đó đã phải sắp xếp một cái cuộc lễ tế thượng đế bằng hàng trăm các con trâu, con dê, con cừu, để có cơ hội chặn đường Tất Đạt Đa. Thì cái câu đầu tiên mà Tăng Bà Sa La nói với Tất Đạt Đa khi gặp gỡ tại lễ tế đàn đó, nếu ngài không chê đó thì tôi sẵn lòng nhường nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho ngài. Tất Đạt Đa thể hiện lòng biết ơn, thưa với vua Tăng Bà Sa La rằng vì không màng đến ngai vàng, tôi đã từ bỏ cơ hội làm vua của nước tôi, trở thành một nhà tâm linh để tìm kiếm con đường giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Tạ ơn đại vương đã quan tâm. Sau đó hai người chia tay. Trước khi đi đó thì vua Tà Bà Sa La đó vừa mừng rỡ vì biết rằng đó Tất Đạt Đa không phải là đối thủ cạnh tranh về chính trị như lời tiên đoán trước đây. Ông đã nhắn gửi với Tất Đạt Đa là khi ngài giác ngộ, nhớ về Ma Kiệt Đà này độ tôi trước tiên. Trên thực tế đó, Đức Phật đã không làm theo lời hứa. Đức Phật đang nghĩ đến hai vị thầy khai tâm, đó là Arara và Uruka,
Rất tiếc họ đã chết trước Đức Phật, một người một tháng, một người 7 ngày. Sau đó Đức Phật nghĩ đến 55 kỳ Trần Như và hướng về Dường Nai để độ họ. Tại đây Đức Phật đã độ được Gia Xá. Thông qua Gia Xá là một triệu phú, Đức Phật độ được 54 triệu phú nữa, trở thành là các nhà tâm linh. Sau đó Đức Phật mới quay về Ma Kiệt Đà, độ ba anh em Ca Diếp, là ba nhà tâm linh Bà La Môn giáo rất vĩ đại tại nước Ma Kiệt Đà, và họ là thầy tinh thần của vua Tà Mạt Sa La. Sau đó Đức Phật độ được 1.200 các đồ đệ xuất gia của ba anh em Ca Diếp thành các vị tăng sĩ. Đến lúc ấy Đức Phật mới giữ lời hứa với vua Tà Mạt Sa La là độ nhà vua này. Lý do tại sao? Vì lúc đó đó vua Tà Mạt Sa La đang bảo trợ cho 1.200 các vị tăng sĩ dưới sự lãnh đạo của ba vị đạo sĩ Bà La Môn là ba anh em Ca Diếp. Nếu Đức Phật giữ lời mà độ vua Tà Mạt Sa La trước đó, thì Đức Phật sẽ trở thành đối thủ của ba anh em Ca Diếp, và điều đó là không có lợi cho công cuộc hoằng hóa của ngài. Đằng này đó, Đức Phật độ vị thầy trước, sau đó là độ học trò sau. Như vậy là Đức Phật đã sắp xếp cái công cuộc giáo hóa của ngài, trình tự nào trước, trình tự nào sau, đối tượng nào trước, đối tượng nào sau, cái hoạch định đó rất là rõ ràng. Nhưng khi làm một việc gì đó thì ngài sử dụng cái thiên nhãn thông để sau khi cái là thấy rõ được cái con đường đó, ngài không cần phải mơ tưởng nữa, cứ là đầu tư hết ở hiện tại này thôi. Mọi việc nó sẽ diễn ra theo một cái lộ trình đã được sắp xếp sẵn đó, giống như là một cái programming lập trình hóa, và mọi thứ nó sẽ diễn ra theo một cái tính cách quy luật thôi. Cho nên nói tóm lại, người sống theo chủ nghĩa thiết thực hiện tại được Đức Phật chủ trương không có nghĩa là mù mờ trước tương lai. Chỉ có điều đó là sau khi hoạch định tương lai thì người đó không mơ tưởng đến, nỗ lực làm hiện tại theo một trình tự thì tự động tương lai nó đến thôi. Đó là cái khác biệt giữa một người tu thiết thực hiện tại của Đức Phật dạy với cái người mà thiếu trách nhiệm đối với những chuyện sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Người Trung Quốc và Việt Nam mình có câu đó: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Người không có biết lo xa, chắc hẳn sẽ bị buồn gần. Tức là người nào thờ ơ, vô tư, thiếu trách nhiệm, không kế hoạch, không hoạch định những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, chắc chắn là sẽ bị thất bại và vương phải rất nhiều các nỗi khổ niềm đau. Ở đây đó là thấy tương lai bằng một cái tuệ giác rất rõ, cho nên không còn do dự, chần chừ. Người như thế đó trở nên rất là dứt khoát về phương diện nhân và quả. Do đó chỉ cần đầu tư ở hiện tại và sắp xếp cái lịch trình của tương lai thì giờ phút nào thì làm công việc đó. Ví dụ ngày hôm nay làm công việc A, ngày mai làm công việc B, tháng A, tháng 2 đó là làm công việc C, rồi năm D đó là làm công việc E. Tức là các hoạch định nó rõ ràng hết và làm theo một cái trình tự thôi, chứ không có rượt đuổi nó. Thì đó là cái cách mà người thực tập thiết thực hiện tại có thể thực hiện được. Cho nên áp dụng công thức này đó là những người tu học Phật đi theo con đường chủ nghĩa hiện tại, chúng ta cần phải xa tránh hai cái cực đoan. Thứ nhất là xa tránh chủ nghĩa hưởng sinh của trào lưu triết học phương Tây, vì chủ nghĩa đó có khuynh hướng ăn mặc ngủ ở ngày hôm nay, sống trọn ngày hôm nay, còn chuyện ngày mai ra sao thì chẳng bận tâm đến. Tức là nó thiếu cái tính trách nhiệm về đạo đức và pháp lý đối với những gì mà mình đang làm, đang trải nghiệm. Đó là cái cách sống rất là thực dụng mà dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực và xấu cho bản thân mình và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Thứ hai là chúng ta tránh cái tình trạng quá lo lắng về những chuyện sẽ xảy ra, mà lẽ ra chúng ta không phải cần như thế. Còn người có cái nhìn xa, hiểu biết rộng, biết là vào năm đó, trong tương lai, tháng nào thì việc đó sẽ xảy ra, cho nên rất là an tâm, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi và trải nghiệm cái là hạnh phúc ở hiện tại này. Rồi cái việc đó như thể là đã được mình nắm chắc ở trong tầm tay của mình rồi. Thì đó là cái sự khác nhau căn bản giữa học thuyết thiết thực hiện tại của Đức Phật và triết thuyết hiện sinh của phương Tây
cũng như là sự thiếu quan tâm về tương lai đối với những người thiếu trách nhiệm và vô tư. Xin đi câu hỏi khác. Trở về cái tội sát sanh thì con nghĩ là cái con thú dữ mà như con bê, con cọ, con sư tử nó phải giết mấy con vật nhỏ khác đã ta, thì nếu mà nó giết thì nó bị cái phạm tội đó hoài thì nó đâu có thoát khỏi cái nghiệp đó nè. Ba con giết nó vẫn thoát được trong một tình huống rất hạn hữu và rất chậm chạp. Chẳng hạn như có con beo, sư tử, cọp được sử dụng trong các rạp xiếc, mặc dầu nó vẫn ăn thịt các loại nhỏ hơn, nhưng mà chủ nó là người cho ăn, chứ đâu phải là đi tấn công ở rừng để giết ăn tươi nước sống như trước đây. Như vậy những con vật này đó, ngay trong kiếp sống hiện tại đó, cái cách ăn thực phẩm mặn đã được chuyển nghiệp rồi, và nó có tiến bộ hơn là những con thú tương tự đang sống ở rừng hoặc là đang được nuôi ở các sở thú. Trong 10 năm qua đó, ở Thái Lan có một ngôi chùa được gọi là chùa cọp. Sở dĩ tên gọi đó là vì nhà sư trụ trì và một số nhà sư đặc biệt tại đây đó huấn luyện các chú cọp, làm cho các con cọp trở nên rất thân thiện với con người. Nó không hề cắn du khách, nó không hề cắn các nhà sư. Thỉnh thoảng các nhà sư còn biểu diễn đùa cợt với nó, khung đầu xuống như thế này để cho con cọp dùng hai cái chân trước của nó gào lên đầu các nhà sư cho vui vậy, để tạo cái những tràng vỗ tay đối với du khách. Hoàn toàn không hề sử dụng các cái sự điều khiển bằng ma túy hay là á phiện như trong trường hợp các rạp xiếc, mà các chú cọp đó trở nên rất hiền lương. Và nhờ cái tình trạng đó mà chùa này trở thành là chùa du khách rất nổi tiếng ở tại Thái Lan. Đó là những con cọp đã được chuyển nghiệp cọp và nó đang tập tành nghiệp của con người rồi. Một ví dụ khác, Ấn Độ đó là nước thờ bò, xem bò là hóa thân của Thượng Đế, cho nên đó, trâu bò có thể đi nhởn nhơ ở ngoài đường phố, xe và người tránh trâu bò, chứ trâu bò không tránh người, không tránh xe. Và các chú bò sống ở tại thành phố hay là những cái thôn ấp ấy, sáng mê nó cũng đi khất thực giống như các nhà sư vậy. Tức là các con bò nó sẽ đi theo thói quen của nó, nó thích dừng lại chỗ nào thì dừng lại chỗ đó, và chủ nhà không cho nó ăn cỏ, vì trong thành thị có đâu mà cho. Chủ nhà cho nó bánh mì, cho nó chuối, cho nó chapati, cho nó ăn roti, thậm chí cho nó ăn cà ri nị, nó vẫn ăn thoải mái. Như vậy các chú bò, chú trâu này đó đang được chuyển nghiệp bò, nghiệp trâu. Ai bảo rằng là trâu bò chỉ có được ăn cỏ thôi, thì trong trường hợp đó chúng ta thấy là nghiệp của trâu bò đã được chuyển ở những con bò tại thành thị của Ấn Độ so với các con bò ở nông thôn ở những quốc gia còn lại. Nói chung đó là cũng cùng là một chủng loại, nhưng có một số con vật nó phát triển hơn những con đồng loại còn lại. Và những con đó ở kiếp sau, cơ hội bỏ xác của chúng trở thành thân người là có thể xảy ra, không phải là khó lắm. Trong các loài động vật, loài cá heo đó có chỉ số IQ cao hơn cả con người, chỉ vì chúng không có tai và chân và hệ thống ngôn ngữ không được hoàn chỉnh để truyền thông bằng giáo dục, cho nên chúng chưa có thể chinh phục được thiên nhiên như là con người. Do đó chúng có thể hợp tác với con người tạo ra những cái màn xiếc rất đặc biệt ở trên các biển hồ hoặc là các ao hồ. Thì những con đó đó kiếp sau và một kiếp sau nữa tái sinh làm con người là không quá khó khăn. Như vậy dầu những con vật mà về bản năng đó chúng phải giết các con thú nhỏ hơn để ăn thịt, vẫn có thể chuyển được nghiệp và thay đổi
từ cái thân phận của chủng loại động vật A đổi qua thân phận của chủng loại động vật B, và đến lúc nào đó đó thành thân phận của con người, được Đạo Phật xem đó là quy luật tiến hóa tự nhiên của các chủng loại động vật dựa vào nghiệp. Nghiệp thì bao gồm nhận thức của tâm, rồi hành động của thân và hệ thống ngôn ngữ. Đối với các con vật là những cái tiếng kêu, hót, la, hệ thống ngôn ngữ đó rất đơn giản nhưng mà vẫn đủ cái số liệu từ căn bản để truyền thông chủng loại của chúng lẫn nhau. Cho nên về phương diện này đó thì Đạo Phật cho rằng là các loài động vật đều có thể thành Phật được trong tương lai. Và dĩ nhiên cái tương lai đó nó dài hàng trăm kiếp, thậm chí là có thể hàng nghìn kiếp so với con người. Thế thôi. Xin đi qua khác. Về giới sắc xanh thì trong gia đình con cách đây một năm có một người bị ung thư, mà đến thời gian cuối cùng bác sĩ không có chữa được nữa. Thì anh ta về nhà trong tháng cuối cùng không ăn không uống, chỉ có thuốc để cho giữ cho bớt đau. Thì anh là một người ạ cũng giá thì là có các bà sư đến đọc kinh thì bà đến đọc kinh mỗi ngày, nhưng mà con thấy anh rất là đau đớn và không ra đi được. Thành ra cuối cùng thì có một lần con nói với, trước khi mà anh mất, con có nói với anh là thôi anh đi mà làm ra đi đừng có lo lắng gì nữa, tại vì anh rất là lo lắng cho vợ và con. Thành ra con lời khuyên anh như vậy. Thì đêm hôm đó anh ra đi bình an, cách đi ở trong tức là bên cạnh có vợ và con. Thì cái ý nghĩ, cái lời khuyên của con nó có đi ngược lại với giới sắc xanh không? Cái đó hoàn toàn không. Sát sanh đó, trong đạo đức Phật giáo chỉ được cấu thành một tội phạm nếu nó hội đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất, có người bị giết là một con người, đối tượng bị giết phải là một con người. Thứ hai, người giết đó phải có động cơ giết một con người. Thứ ba, có những công cụ được sử dụng để giết người. Và thứ tư là thấy rõ và hài lòng với cái kết quả của sự giết đó được diễn ra. Đó là những yếu tố để cấu thành điều đạo đức thứ nhất bị vi phạm. Còn các loài động vật khác đó thì không liệt vào trong nhóm loại này. Còn trong trường hợp đó, khi người thân chúng ta đó rơi vào cái tình trạng bệnh ở giai đoạn cuối thuộc các chủng loại nan y, thì thông thường một số người thân nó sẽ khởi lên những cái ý niệm đó là mong cho người này được chết sớm. Không phải vì muốn giết người đó, nhưng mà vì không muốn người đó phải trải nghiệm thêm những cái kinh nghiệm khổ đau xảy ra trên thân. Mà thường ung thư và những bệnh giai đoạn cuối đều phải như thế. Cho nên cái tâm trạng đó đó nó không phải là một động tác giết người, mặc dù nó là một cái kỳ vọng phát xuất từ một động cơ tốt. Đối với trường hợp đó, con cái chăm sóc người bệnh đó là cha mẹ hay ông bà, trải qua nhiều năm tháng, tiền chi phí cho dịch vụ y tế đã làm cho gia đình đó đôi lúc bị khánh tặng. Công việc đó phải dừng lại hết để lo chăm sóc cho người bị bệnh. Thời gian đó, sự tốn kém đó đã làm cho nhiều người khởi lên một ý nguyện là mong người bệnh này được chết sớm thôi. Thì những tình huống như thế đó là người tu Phật giáo vẫn khích lệ họ xem cái đó là cơ hội cuối cùng để họ báo hiếu khi người thân còn sống, chứ đừng có cầu mong cho người đó chết sớm hay chết muộn. Bởi vì đó, mỗi người nó có một cái hệ thống nghiệp dẫn đến cái chết sớm hay là muộn, nhẹ nhàng hay là đau đớn, không phải do sự can thiệp ý thức chủ quan của chúng ta về việc muốn cho người đó chết sớm hay là trì hoãn cuộc sống của người đó, mà người đó chết sớm hơn hay là trì hoãn được nhiều hơn. Nghiệp của đương sự đó quyết định lấy cái cách chết của người đó và thời gian chết của người đó tại một địa điểm nhất định nào đó. Do đó, bổn phận là người thân
chúng ta nên làm theo cái công thức mà người Việt Nam thường nói, còn nước còn tát thôi, để thể hiện cái tình người với người thân của chúng ta. Ngày nay ở phương Tây đó, thì hệ thống bảo hiểm đó, nó đạt được cái mức độ khá trung thực và khá tin tưởng. Do đó, đó phần lớn đó, đương sự mua bảo hiểm tùy theo quốc gia, có nơi chỉ đóng 5%, có nơi 20%, còn lại đó là cơ quan bảo hiểm và nhà nước sẽ phối hợp lo công việc đó. Do đó không nên xem cái việc người thân mình bị bệnh đó là một gánh nặng về tài chính cho các thành viên còn lại trong gia đình. Vì nhận thức đó sẽ làm cho chúng ta không cảm thấy thoải mái để chăm sóc người bệnh ở tuổi cuối đời. Một điều khác chúng ta cũng cần nên nhận thức, đó là hiện nay đó, luật pháp một số quốc gia cho phép sử dụng các loại thuốc hiện đại tiêm chích để cho người chết chết một cách nhẹ nhàng. Đó là an tử. Còn trong trường hợp chính đương sự yêu cầu những cái trợ giúp từ người khác để giết mình chết hoặc là kết thúc cái sự chết của mình nó sớm hơn, đó là được gọi là trợ tử. Một số quốc gia cho phép hai điều đó được diễn ra, số quốc gia còn lại thì xem đó là một tội phạm. Bởi vì á, cái tình trạng lợi dụng vào cái quy luật đó để giết chết người thân sớm hơn, để trở thành người kế thừa tài sản của người thân đó, là điều khó có thể tránh khỏi ở nơi này hay là nơi khác. Do đó đó, bổn phận là người thân khi đối diện trước cái tình cảnh đối diện cái chết của một thành viên nào đó trong gia đình, chúng ta phải dùng đạo đức và tình người thật sự phát xuất từ tâm để đối xử với người đó. Còn mọi sự quỵ biện chẳng qua chỉ là cái cách lý giải về những điều mà chúng ta không nên làm, không đáng làm, mà trên thực tế mình đang làm hoặc đã làm thôi. Và điều đó là nên tránh. Nói tóm lại, một động tác được gọi là sát nhân, nó phải hội đủ rất nhiều các điều kiện. Phải có sự chết, và đối tượng bị chết là một con người có động cơ giết người đó để bị chết, có những công cụ để thực hiện cái chết đó được diễn ra. Còn nếu thiếu một trong những điều kiện này, cái đó không cấu thành tội sát nhân. Xin đi câu hỏi khác. Nếu bệnh nhân do vì nghĩ rằng không muốn làm cho thân nhân của mình á, bị phiền lòng, tốn tiền, mất thời gian, và đồng thời cũng không muốn bản thân mình phải trải nghiệm cái khổ đau trên thân thể, cho nên phát xuất từ động cơ đó nảy ra một cái nhận thức rằng là mong mỏi cái cuộc sống của mình được kết thúc sớm hơn, họ có thể yêu cầu bác sĩ điều trị cùng với người thân cùng ký vào cho trợ tử hoặc là sử dụng phương pháp an tử. Việc này đó nó là để có thể được đánh giá từ hai góc độ: thứ nhất là luật pháp và thứ hai là đạo đức. Về phương diện luật pháp, ý nguyện đó có thể được xem là bình thường nếu ở các quốc gia mà người đó đang là một công dân cho phép sử dụng trợ tử và an tử để kết thúc mạng sống do chứng bệnh nan nghi, sống không được và chết không xong. Về phương diện đó thì không có gì để đáng bàn. Nếu ở quốc gia đó không cho phép mà làm như thế là tội tự sát. Về phương diện đạo đức Phật giáo đó, thì đạo Phật không khích lệ các hình thức an tử và trợ tử. Vào thời Đức Phật đó, cũng có một số tỳ kheo, tức là những vị xuất gia tăng đó, khi đối diện trước cái chứng bệnh nan nghi, nó hành hạ thể xác quá nặng, đang gây sức chịu đựng của vị ấy đó quá mòn mỏi, cho nên vị ấy đó đã yêu cầu các vị tỳ kheo đồng tu đó dùng các cái dụng cụ hỗ trợ để giết chết vị này. Và có sự làm chứng của một số người, cho nên các vị tỳ kheo đồng tu đó đã dùng các cái hỗ trợ vật để giết chết.
Khi biết được việc đó, đó Đức Phật đã quở trách cả đương sự yêu cầu cái sự trợ tử và người đã hỗ trợ các dụng cụ trợ tử cho người kia chết sớm hơn. Thì qua cái câu chuyện đó, chúng ta có thể suy luận rằng là quan điểm của Đức Phật đó là kêu gọi chúng ta tôn trọng mạng sống, vì theo Đức Phật đó, mạng sống với tư cách con là con người đó, nó cao quý hơn, có giá trị hơn các loài động vật còn lại. Đang khi bây giờ thời hiện đại này đó, chúng ta có rất nhiều các cái phương tiện y khoa để hỗ trợ làm giảm đau, bằng thuốc có, bằng xạ trị có, bằng nhiệt trị có, bằng châm cứu có, bằng thuốc mê có, bằng gây tê có. Nó khác với ngày xưa là chúng ta phải chịu đựng cắn răng, cho nên đó, cái nỗi đau nào cũng có thể được khắc phục về phương diện gọi là y học vị dược. Ngoài ra đó, nếu mà mình là tu tập quán vô ngã, bài kinh thứ hai mà Đức Phật giảng tại vườn Nai, thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ nỗi đau đó bám ở trên thân. Như chúng ta có thói quen nói rằng là tôi đau răng, đau tim, đau thận, đau bụng, đau gan, đau da, đau tai, đau xương, rồi đó các nỗi khổ đó thì nó bám trên tâm. Cho nên chúng ta thường nói là khổ tâm. Mà khổ tâm nó gồm có ba phương diện: khổ về cảm xúc, khổ về thái độ và khổ về nhận thức. Khi mà mình thực tập vô ngã theo Phật dạy, chúng ta sẽ làm quen với ba mệnh đề sau đây: cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Áp dụng cái đó vào trong cái cơn bệnh: bệnh này không phải là tôi, nỗi đau này không phải là tự ngã của tôi, tất cả cái đau nhất này không phải là sở hữu của tôi. Do đó đó, nỗi đau, nỗi khổ không còn chỗ để bám lên trên thân và tâm của người bị bệnh. Nhờ đó người bệnh đã thoát ra khỏi là khổ và đau bằng con đường ly tâm quá khổ đau ra khỏi nhận thức của mình. Đó là sử dụng phương pháp vô ngã về phương diện tâm lý học để giải phóng nỗi khổ niềm đau một cách tương đối. Và khi mình làm cái việc đó cộng với sự hỗ trợ y khoa bằng cách là gây mê hay gây tê, thì việc khắc phục nỗi khổ niềm đau do các bệnh lý nan y giai đoạn cuối là có thể thực hiện được. Do đó không cần thiết phải sử dụng các phương pháp trợ tử và an tử, vì theo đạo Phật đó, mọi người nó mang sẵn một cái loại nghiệp, và cái loại nghiệp đó nó làm cho người đó chết một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, hay là chết đau đớn, chậm chạp, hay là chết trong tình trạng thần kinh thực vật. Cho nên đó, nếu chúng ta không trả nghiệp đó ở kiếp này, thì đến lúc nào đó chúng ta cũng phải trả lại nghiệp đó ở một kiếp tương lai thôi. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta hãy chấp nhận các cái chết tự nhiên, chứ đừng nên trợ tử hay là an tử. Xin đi câu hỏi khác. Cái chuyện sinh tử đó, hồi sáng hồi chiều thầy có giảng về dùng phá thai đó. Thì có nhiều người họ có thai mà bởi vì cái, những cái phát minh của khoa học bây giờ không biết trước là đứa bé nếu ra nó sẽ bị tàn tật hay là các bệnh tính rất là nặng, do đó họ khuyên phá thai. Thì con không biết là trong cái trường hợp đó thì thật ra hồi nãy đó thì chúng tôi có trình bày trong buổi giảng buổi chiều đó là trong các nguyên nhân dẫn đến phá thai, nguyên nhân duy nhất sau đây đó là dễ chấp nhận được về phương diện luật pháp và đạo đức học, đó là loại trừ sự sống. Tức là nếu mà tiếp tục giữ thai nhi trong bào thai thì người mẹ sẽ chết hoặc cả mẹ lẫn con cùng chết. Đây là tình huống bất đắc dĩ vì chúng ta không còn có sự lựa chọn nào tốt đẹp hơn. Các nguyên nhân còn lại đó đều không được chấp nhận theo đạo đức Phật giáo, bao gồm tuổi còn quá nhỏ, chưa đủ tư cách làm cha mẹ; thứ hai, không chuẩn bị tâm lý để làm cha mẹ; thứ ba, thiếu kiến thức an toàn trong sinh hoạt tính dục giữa nam và nữ, cho nên dẫn đến tình trạng có thai quậy muốn mà không sẵn lòng làm cha mẹ; thứ tư, bị cưỡng bức tình dục bởi một người khác giới phái mà mình không hề trông đợi; thứ năm là phát hiện thai nhi có những dấu hiệu dị tật bẩm sinh và khi sinh ra đó phải sống với cái dị tật bẩm sinh đó trọn đời; và thứ sáu, vì lý do kinh tế quá nghèo, nếu tiếp tục nuôi cái thai nhi này đó thì gia đình đó sẽ khốn đốn hoặc là gặp nhiều khó khăn. Sáu nguyên do còn lại vừa nêu
được xem là những lý do thiếu chánh đáng. Vì trong xã hội này có rất nhiều trung tâm nuôi trẻ em tàn tật bẩm sinh. Nếu là cha mẹ ruột thịt mà mình không có đủ tình thương để làm công việc đó đối với nấm ruột của mình, hãy để cho những người có lòng từ bi khác làm công việc đó tại các trung tâm như vừa nêu. Nói chung đó là xã hội này, một bên đó thì vứt bỏ, bên khác thì mang vắt về nuôi. Một bên đó thì mong đó là không có con để an toàn nhưng vẫn sanh con. Một bên đó thì muốn có con mà nó lực hoài chẳng có một đứa con nào vì bệnh vô tử. Do đó đó, cái trái chiều giữa những ước muốn và hiện thực nó làm cho con người ta nó phải sống với nỗi khổ về niềm đau. Nhận thức được điều này đó, thì khi đã lỡ có thai ngoài ý muốn, nếu ngoài cái nguyên do loại trừ sự sống đó, thì các trường hợp còn lại chúng ta nên chịu đựng để tạo ra cho cuộc đời này một mầm sống. Và tùy theo điều kiện của mình mà mình có thể gỡ đến trung tâm hay là cho con nuôi và tạo điều kiện nào đó để cho mầm sống này đó được trưởng thành với tư cách là một con người. Trong trường hợp dị tật bẩm sinh, các bệnh viện trong nước và nước ngoài có khuynh hướng khích lệ đó là phá cái thai đó, vì không muốn trở thành gánh nặng. Nhưng về phương diện nhân đạo và cái quyền được sống, dầu trẻ thơ này thì chưa được sinh ra, chưa tự mình có thể bảo vệ cái quyền được sống đó, hoặc là chưa chắc gì những người đó là thích mình được tiếp tục được sống, dù sao nó vẫn là một cái sự vi phạm về nhân quyền, nhất là quyền được sống. Cho nên theo tinh thần Phật dạy là chúng ta không nên tìm các lý do để biện hộ cho sự phá thai, ngoài trừ loại trừ sự sống thôi. Còn các lý do còn lại đó thì thường bị luật pháp lên án, và cũng thường bị lương tâm của người làm cái việc đó là lên án. Cho nên nên tránh là tốt hơn. Xin được hỏi khác. Ở đâu có một người gái mai dâm được phong Bồ Tát, cũng như trong sự thiên chúa cũng có một gái mai dâm được phong thánh. Vậy thì theo quan điểm của thầy là trong sau Việt Nam thì có nên cho gái mai dâm có một đời sống bảo đảm gì già, có thiện khí đại khái? Về vấn đề này đó, chúng ta có thể đánh giá từ những góc độ như sau. Thứ nhất á, trong đạo Phật chưa từng có gái mại dâm được phong thánh, mà các gái mại dâm sau khi giác ngộ chân lý đó tự mình đã chuyển nghiệp và trở thành thánh bởi các hành động chuyển nghiệp của chính mình. Liên Hoa Sắc là một ví dụ điển hình. Khi bà ở tuổi U50, nhan sắc bắt đầu tàn phai và cảm nhận cái sự lỗi trừ quá bạc bẽo của lĩnh vực và lối sống đó đó, bà bị trầm cảm. Rất may đó là bà có một người con trai là một vị tỳ kheo đã tư vấn tâm lý cho bà và giúp cho bà ổn định lại tinh thần, từ đó trở thành là một vị tỳ kheo ni. Bằng sự tu tập đúng chánh pháp, vài năm sau bà ấy đã chính thức trở thành A-la-hán nữ. Đó là sự chuyển nghiệp đã giúp cho một người phàm có một quãng đời lầu xanh trở thành một vị thánh sống. Trong Thiên Chúa giáo đó, phong thánh là một cái cách thức mà người còn sống trên thực tế là người phàm phong cho một người đã chết, mà phần lớn đó còn gắn kết với cái quá trình truyền đạo ở các châu lục theo chủ trương của Vatican. Cho nên sự phong thánh của Thiên Chúa giáo đó mang yếu tố chính trị rất nhiều. Ví dụ trong thời kỳ Pháp thuộc, gần 100 năm Pháp cai trị Việt Nam, có 108 thánh tử đạo của Thiên Chúa giáo được lịch sử Việt Nam mình chứng minh đó là những kẻ gọi là giáo gian, cổng rắn cắn gà nhà, hoạt động chính trị và gián điệp để hỗ trợ cho tiến trình du nhập của Pháp và cai trị của Pháp đối với đất nước Việt Nam. Thì vào khoảng năm 1990 cho đến năm 94 đó, nhiều lần Vatican tức là nỗ lực phong thánh thì Việt Nam đều lên tiếng chống đối, vì Việt Nam không thể chấp nhận những kẻ bán nước hại dân trở thành thánh được. Nhưng mà Vatican vẫn phong. Hiện nay danh sách 108 người đó vẫn được xem là thánh. Và việc này được áp dụng tương tự đối với các châu lục mà Thiên Chúa giáo
đã phối hợp với chủ nghĩa thực dân để xâm lăng, thì những người chết vì đạo để mở mang Thiên Chúa tại các quốc gia dầu bằng con đường thực dân vẫn được phong thánh. Như vậy bản chất phong thánh của Thiên Chúa giáo khác hoàn toàn và thấp hơn rất nhiều so với tiến trình tự tu, tự chuyển hóa nghiệp ra khỏi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ để đương sự tự mình trở thành thánh. Cho nên hai cái này không thể đánh đồng với nhau là một. Điều hai, hiện nay đó thì nghề mãi dâm đó được xem là một cái nghề hợp pháp đối với phần lớn các quốc gia nếu đương sự tham gia nghề này có đóng thuế theo quy định của luật pháp. Và các chị em hoặc là các anh em làm nghề này đó thì yêu cầu cần phải được ứng xử bình đẳng và nhân quyền. Cho nên đó, trong tiếng Anh đó, họ thích được gọi là sex workers, đó là những công nhân tình dục, chứ không phải là người buôn hương bán phấn, mà là công nhân. Họ làm bằng một cái nghề để mang niềm vui về giới tính cho những người có nhu cầu, và họ sẽ đóng thuế hợp pháp tại các quốc gia để làm giàu đất nước đó. Cho nên đó, đây là vấn đề mà thế giới đó đang chia làm hai nhóm quan niệm. Một bên đó thì xem đây là một cái nghề đen tối dẫn đến một đời sống hưởng thụ, phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình. Một bên đó thì xem đó là cái quyền mà luật pháp cần phải bảo hộ. Riêng về Phật giáo đó thì trong các nghề tà có cái nghề mãi dâm, các nghề tà còn lại được Đức Phật khích lệ không nên theo, bao gồm nghề buôn bán và sản xuất vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề lầu xăm, nghề bào tế độc dược vì dẫn đến những sự ngộ độc hoặc là bị phục thuốc mà chết, nghề đồ tể vì giết hàng loạt các loại gia súc, nghề cờ bạc vì tạo ra tình trạng nghèo khổ. Đó là những nghề được Đức Phật liệt vào nhóm nghề tà. Và ai sống theo những nghề này đó, dầu luật pháp cho phép đi nữa thì nó vẫn dẫn đến một đời sống rất là thấp về văn hóa và trí thức. Cho nên đó, là người Phật tử thì chúng ta không nên dính líu và ủng hộ như thế. Thái Lan là một nước rất là đau lòng vì đây là một nước chọn Phật giáo như là quốc giáo, mặc dù chưa chính thức đưa vào hiến pháp, nhưng ra 94% dân số của Thái Lan là Phật tử. Thái Lan nó hợp phức hóa nghề mãi dâm, cho nên dẫn đến cái sự đổ xô của các chị em phụ nữ, thậm chí là trẻ em vị thành niên ở vùng thôn quê nghèo khó của Thái Lan đến Bangkok và một số thành phố phục vụ cho du lịch, trong đó có Pattaya, để chứ là mưu sinh bằng con đường bán trôn nuôi biển. Hậu quả là sau 20 năm mở cửa cho tự do tình dục trong du lịch, Thái Lan trở thành cái nơi truyền bá HIV và S cho khu vực Đông Nam Á. Và sau đó Việt Nam đã nhanh chóng qua mặt Thái Lan về phương diện này. Đây là một sự phá kỷ lục rất tồi tệ của Việt Nam, và điều đó là một điều rất là đáng đau lòng. Cho nên á, các quốc gia về phương diện luật pháp có thể dẫn đến tình trạng như các nước phương Tây là hợp pháp hóa vấn đề mãi dâm để được đóng thuế, nhưng về phương diện đạo đức á, thì đó là tình trạng bất ổn. Cho nên cấm những vấn đề này thì nó cũng không hết, nhưng mà nhờ có cấm cái hoạt động đó nó được diễn ra một cách là kín đáo hơn, ít hơn, nó không được công khai và rơi vào cái chủ nghĩa hưởng thụ. Các quốc gia nghèo và đang phát triển cho tự do về cái nghề gọi là công nhân tình dục chắc chắn sẽ làm băng hoại đạo đức và băng hoại lối sống của nhiều thế hệ, trong đó phần lớn là thế hệ trẻ. Còn là các quốc gia tiên tiến, trình độ dân trí rất là cao, ý thức xã hội của con người đó cũng tốt, thì tự do tình dục đó còn có thể được chấp nhận ở một mức độ tương đối nào. Do đó khi bắt chước các nước phương Tây, Việt Nam và các nước nghèo phải nên thấy rõ dân trí ở nước mình và những nước trong khu vực còn quá thấp, nền kinh tế còn quá kém, trình độ khoa học kỹ thuật còn quá tệ. Sự bắt chước đó trên thực tế là một sự tự sát cái nền văn hóa của quốc gia thôi. Cho nên
hợp pháp hóa mại dâm là một điều nguy hại cho xã hội, nhất là đối với Việt Nam và các nước trong khu vực. Xin điện hỏi khác. Em nghĩ là nghề mại dâm ở Việt Nam là coi như là sẽ không có tiến triển gì đúng không? Thì theo các thông tin liên hệ đến là các cái phiên họp của Quốc hội Việt Nam và các quyết định của Quốc hội Việt Nam hiện nay đó, thì đại đa số các đại biểu Quốc hội đó không tán đồng cho việc hợp pháp hóa nghề mại dâm tại Việt Nam. Trong tương lai đó không biết là cái quan điểm đó có được thay đổi hay không, nhưng mà cho đến lúc nào á mại dâm còn một nghề là bị cấm thì lúc đó nó còn tốt cho xã hội chậm phát triển và kém dân trí như là nước Việt Nam. Tương tự một câu hỏi đặt ra mà một số đại biểu Quốc hội đó đề nghị hợp pháp hóa, đó là cờ bạc. Hiện nay đó thì Việt Nam cho phép du khách quốc tế được quyền cờ bạc tại các khách sạn 5 sao có giấy phép hành nghề được chính phủ cấp. Và cái khu du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu, đó là Hồ Tràm Siêu Mập, đang là nơi mà chính phủ áp dụng thử nghiệm cho phép là cờ bạc được hợp pháp. Và nếu như mô hình này được thành công đó, thì trong tương lai đó thì trên toàn nước Việt Nam sẽ cho phép gọi là cờ bạc, miễn là có đóng thuế. Có lẽ một số người tư vấn cho chính phủ đó nhận thức rằng đó, cấm người Việt Nam ở chỗ địa điểm A thì người Việt Nam cũng sang biên giới của Campuchia ở Tây Ninh để cờ bạc và làm giàu cho đất nước bạn. Cho nên chi bằng hợp pháp hóa để toàn bộ cái nguồn tiền đó nó xoay vòng ở trong nước Việt Nam chứ không có chảy ra nước ngoài. Đó là một trong những tư vấn rất là hạ cấp. Chúng ta thấy đất nước Ấn Độ đã chia sẻ biên giới với Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Biên giới của Ấn Độ với năm nước này không hề có bất kỳ một sòng bạc nào. Và những người dân Ấn Độ sống tại vùng biên giới này cũng không hề cờ bạc, cũng hiếm khi thấy các cái mậu dịch về ma túy dưới hình thức này hay là hình thức khác như ở vùng biên giới của Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia. Như vậy là giáo dục đạo đức đối với người công dân ở mức độ phổ quát và giáo dục Phật giáo đối với những người theo đạo Phật sẽ góp phần giúp cho người dân đó ý thức cao. Và giàu đó có được cho phép đi nữa thì những người là ảnh hưởng từ tinh thần Phật giáo sẽ không bị vướng dính vào các cái nghề cờ bạc. Giàu trong tương lai nó có thể được hợp pháp hóa. Cho nên đó, theo chúng tôi, nghề mại dâm, nghề cờ bạc, thậm chí là nghề sản xuất rượu, bia, thuốc lá nên được đình chỉ vĩnh viễn, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác. Vì mại dâm dẫn đến sự hưởng thụ, còn cờ bạc nó dẫn đến bắt thằng bằng, dẫn đến những tình trạng gián tiếp trộm cắp. Còn sản xuất rượu, bia, ma túy, thuốc lá chỉ làm giàu cho các nhà đầu tư. Chính phủ các quốc gia đó hưởng được từ phần nộp thuế của các cái doanh nghiệp này, nhưng bù lại chế độ an sinh xã hội đã phải tốn rất nhiều tiền cho các hoạt động y tế nhằm điều trị các chứng bệnh do rượu, ma túy và thuốc lá gây ra. Đặt lên bằng cân lợi và hại thì phần lợi đó rất ít và phần tác hại là rất nhiều. Cho nên đó, theo đạo Phật, cấm tuyệt đối việc sản xuất và buôn bán rượu, ma túy, thuốc lá bao giờ cũng tốt hơn là hợp pháp hóa nó, chỉ vì lý do nhận được sự đóng thuế vốn là chẳng là bao so với những tổn thất mà xã hội dân sự cũng như là chế độ an sinh xã hội của quốc gia đó phải bỏ ra. Xin điện thoại khác. Hiện tại thì Việt Nam tỷ lệ tiến đến học sinh tiểu học bên đây rất khác biệt với nhau. Thành phần ở bên đây họ học có sẽ xu hướng tỷ lệ học sinh học rất thoải mái, chứ trong đó Việt Nam thì họ chỉ sơ mà họ rất là nhiều và họ gần như là họ học cái chính sự thực tế là gì cái gì hơn là học về những cái gì thì ta đã trong sáng. Thực tế đó thì các nền giáo dục
ở các quốc gia dành cho cấp tiểu học, rồi cấp 2, rồi cấp 3. Phần lớn đó, các kiến thức thực tiễn được sử dụng trong xã hội chưa đạt được 10% so với những gì đã được học ở tại nhà trường. Dù là dư thừa nhưng mà không có thiếu. Bởi vì đó, bỏ qua cái nền tảng giáo dục bao quát đó ở cấp phổ thông, thì về sau này đó, các học sinh trở thành sinh viên sẽ không thể có đủ kiến thức nền tảng để đi chuyên môn đào sâu vào một lĩnh vực mà họ sẽ trở thành là chuyên gia hàng đầu. Cho nên dư thừa nhưng mà vẫn rất là cần thiết. Tại Việt Nam thì hiện nay đó, chương trình giáo dục của Việt Nam nó cao hơn chương trình của châu Âu, của Mỹ, Canada, Úc trung bình là 1.5 năm, nhất là về các môn toán, lý, hóa, vân vân. Bằng cái chương trình giáo dục nho sọ như vừa nêu đó, thì học sinh Việt Nam có cơ hội đoạt các giải huy chương hoàng, vàng, bạc, đồng tại các kỳ thi Olympic quốc tế cao hơn rất nhiều so với các quốc gia ở phương Tây. Nhưng mà vì đây là một phương pháp nhồi sọ học quá nhiều từ nhỏ, cho nên đó, từ đại học bao gồm cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, thì sinh viên Việt Nam đó, dần dà được chứng minh là kém phát triển hơn các sinh viên ở tại nước ngoài. Đang khi ở lớp 10 trở xuống thì mình nổi trội hơn, nhưng ở các học cao đó thì bắt đầu mình bị bão hòa, bị chai rồi. Cái bộ não sử dụng bằng cái ký ức quá nhiều đi, nên nó dẫn đến tình trạng là không có cái đủ năng lực để phát minh, sáng kiến, sáng tạo như là sinh viên của phương Tây đã được huấn luyện. Và đó là cái sự khác biệt rất căn bản mà những nhà làm giáo dục Việt Nam đó càng phải nghiên cứu để làm thế nào đó giúp cho cái chương trình học của chúng ta ở dưới cấp 12 trở xuống phải ngang bằng với các thế giới phương Tây, và phải làm sao đẩy mạnh cái trình độ đại học lên để chúng ta có nhiều nhà khoa học, nhiều nhà bác học và nhiều nhân vật lỗi lạc về các cái lĩnh vực chuyên môn. Hiện nay về lĩnh vực đó, Việt Nam chúng ta đó thua rất xa so với Thái Lan, Singapore, Malaysia, những nước trong Đông Nam Á. Thua càng nhiều, thậm chí là thua đến cả 100-200 năm so với các quốc gia ở phương Tây. Điều đó nó liên hệ đến bài toán kế hoạch về cái dự án giáo dục cho toàn quốc dân ở trong nước, ít nhất là trong vòng vài chục năm tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hiện nay đang có những cái nỗ lực và cải cách toàn triệt nền giáo dục Việt Nam và thay đổi toàn bộ các sách giáo khoa. Thì cái hiện nay là đang thảo luận, tranh biện rất là nhiều. Còn khi các sách giáo khoa mới chưa xuất hiện, phương pháp giáo dục mới đó chưa có mặt, cái trình độ đào tạo của từng lớp học ở trong nước có ngang bằng hay là cao hơn quốc tế không thì chưa thấy rõ. Cho nên chúng ta chưa có thể đánh giá được cái dự hướng tương lai học của chương trình cải cách đó. Nhưng dù sao đi nữa, là một người làm giáo dục thì chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng đó, chính phủ Việt Nam đó khi mà thay đổi về giáo dục gì đó cần tham khảo các nước tiên tiến về giáo dục của phương Tây, để chúng ta không rơi vào tình trạng chưa cải tạo, chưa có làm mới là đã bị chứng minh lạc hậu và lỗi thời rồi. Xin điện thoại khác. Phát sinh ra nhiều cái vụ đó sao? Xá lợi Phật đó, trong tiếng Pali là Sariya, nghĩa đen của nó là di thể còn sót lại sau lễ hỏa thiêu. Về chủng loại đó, chúng ta có thể chia ra xá lệ làm các nhóm: xá lệ toàn thân, không hề thông qua kỹ thuật ốp xác, sau khi chết trải qua vài chục năm, vài trăm năm toàn thân vẫn còn nguyên, không bị hư rã. Việt Nam á, ở trong nước sở hữu được 4 xá lệ, bao gồm của thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, Như Trí và Chương Triết. Ở tại Thái Lan chúng ta có thêm 2 nhục thân xá lệ, đó là của hòa thượng Bảo Soái và thêm một vị hòa thượng, cả hai cũng là người Bình Định làm đạo ở tại Thái Lan. So với các đức Phật giáo còn lại, về phương diện này Phật giáo Việt Nam phá kỷ lục khi sở hữu 6 nhục thân xá lệ không thông qua kỹ thuật ốp xác như là của Ai Cập.
Trung Quốc thì có ít hơn. Nhục thân xá lệ của Lục Tổ Huệ Năng, của thiền sư Kiến Nguyệt, rồi của Tỳ Theo Ni Vô Tân Tạng, rồi thêm một vị thiền sư khác, là mới có bốn rồi. Xua Việt Nam đến hai nhục thân. Thứ hai đó là xá lệ viên, mà hình thù của nó đó là bầu dục. Nó được tin là sự kết tinh của đời sống tinh khí thần được giữ do người xuất gia, không quan hệ giới tính kể từ thời gian đi tu cho đến lúc qua đời. Thì sau khi chết á, việc thiêu của họ sẽ làm cho giữa các cái đốt xương mà phần lớn nó được chứng minh là sụn, sẽ kết tạo thành các cái hạt giống như hạt đậu hình bầu dục. Cái đó được gọi là xá lệ viên. Thứ ba là xá lệ hình thù. Thỉnh thoảng trong cơ thể đó, chúng ta nó còn lại các bộ phận sau khi thiêu mà nó không bị phân hủy, đang khi các xương to cứng hơn đó thì bị rã nát thành tro bụi. Chẳng hạn như năm 1963, Bồ Tát Thích Quảng Đức vì chánh pháp thiêu thân, để lại xá lệ trái tim đầu tiên và duy nhất trên hành tinh này cho đến thời điểm hiện nay. Còn tại Trung Quốc, Ngài Kumala Thập, một dịch giả kinh điển đại thừa nổi tiếng, sau khi thiêu thì xá lệ cuốn lưỡi vẫn còn nguyên. Vì trước khi chết Ngài phát nguyện rằng, nếu các lời kinh dịch của Ngài là chuẩn xác với nguyên ngữ thì xin lấy một cái gì đó để làm tin. Cuốn lưỡi là cái cơ quan để phát ngôn. Tinh hoa nhất của phát ngôn là chân lý. Như vậy xá lệ lưỡi tượng trưng cho việc dịch kinh từ tiếng Ấn Độ, tức là Sanskrit, sang tiếng Trung Quốc của Cô La Thập được xem là chuẩn xác. Và đó là một hiện tượng rất quý hiếm. Ngoài ra đó, thì gần đây người ta đồn thổi có những xá lệ mang hình thù như là hoa sen, vân vân. Cái đó đó nó không phải là hình thù, mà chỉ là sự tình cờ rất ngẫu nhiên trong quá trình thiêu với một nhiệt độ từ 2000 cho đến 4000 độ C thôi. Ngoài ra, những loại đồn thổi như là xá lệ màu đều là không có thật. Khi mà cơ thể của con người do uống thuốc Tây hiện đại, và trong cơ thể chứa đựng rất nhiều hóa chất do thực phẩm đó, nó được gọi là tiêm nhiễm các loại hóa chất quá cái chỉ số cho phép, thì với cái nồng độ 4000 độ C trong lò hỏa thiêu thì phần lớn các xương bị thiêu sẽ bị ngã màu. Rất nhiều người Việt Nam mê tín, không hiểu được cái quy trình gọi là tự nhiên của cái phản ứng hóa học diễn ra trong lúc thiêu, ngộ nhận và cho rằng các cái xương màu đó chính là xá lệ, mà thực tế là không. Nước Úc là một quốc gia mà tại một cái khu vực núi đó, ở dưới lòng đất có nhiều loại gỗ được hóa thạch trở thành các loại đá quý, màu sắc rất là sặc sỡ, hấp dẫn. Cái đó không phải là xá lệ, mà là hiện tượng hóa sinh rất tự nhiên ở trong lòng đất mà con người chúng ta đã từng chứng kiến mấy nghìn năm qua. Vấn đề cuối cùng đó là sau khi tôn thờ một thời gian, từ 1 sanh ra 2, từ 2 ra 4, từ 4 ra 8, vậy những cái hạt đó có thật sự được gọi là xá lệ hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Xá lệ thật thì không thể phát sinh được, vì xương đã chết, không còn các hoạt động của tế bào. Do đó dầu có thờ 1 triệu năm, lễ lại 1 triệu tỷ lần, thì các viên xương xá lệ chính đức của Phật và các vị Bồ Tát lịch sử vẫn sẽ không sinh ra bất kỳ một viên nào khác. Hãy nên nhớ điều đó. Hiện nay sau 150 năm khai quật khảo cổ bởi các nhà khảo cổ học nổi tiếng của Anh, lúc đó được xem là những nhà cai trị của Ấn Độ, phối hợp với các nhà khảo cổ học của Ấn Độ và Nepal, người ta mới phát hiện ra có 4 địa điểm thờ xá lệ thật của Đức Phật thôi, trong số 8 địa điểm như lịch sử đã mô tả. Thứ nhất là Kaurapasthu, phía Ấn Độ. Hiện nay hai tráp thờ xá lệ thật của Đức Phật đó đã được đưa về
Viện Bảo tàng New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Thứ hai là ở Vesali, các vị xá lợi Phật này đó hiện nay đang thờ niêm phong trong Viện Bảo tàng Patna của Ấn Độ. Và thứ ba là xá lợi được khai quật tại Sarnath. Như vì Rakasin lúc đó là một người theo Bà La Môn giáo, cho nên đó, đã mang tháp xá lợi thật của Đức Phật thả xuống sông Hằng. Như vậy ba địa điểm phát hiện ra bốn tráp đá chứa đựng xá lợi thật của Đức Phật, chỉ còn lại ba tráp đá. Một tráp thì còn niêm phong, hai tráp thì trưng bày rộng rãi cho du khách quốc tế đến tham quan. Tháng 10 năm 1994, chính phủ Ấn Độ mới chính thức được trưng bày tại Viện Bảo tàng New Delhi. Rồi đến năm 1997, vào khoảng tháng 10, thì do sự bảo trợ của các nghệ nhân Thái Lan, tháp thờ xá lợi bằng cái chất liệu quý, trên đó có kim cương và vàng thật, đã được tôn trí tại một vị trí đặc biệt ở trong Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi. Đến chiêm bái nơi này rất nhiều lần, cũng như bao nhiêu phái đoàn quốc tế đã từng đến lễ lại. Các viên xá lợi thật đó từ đó đến giờ chưa từng phát sinh thêm một viên xá lợi nào khác. Và xá lợi này đã trải qua hai giám định. Thứ nhất là ADN để xác định gen di truyền của dòng họ Sakya của Đức Phật. Thứ hai là giám định C14 để xác định niên đại có mặt của các viên xá lợi đó. Còn các xá lợi mà người ta gọi là xá lợi phát sinh và tin rằng đó là xá lợi của Phật đều là xá lợi niềm tin. Đây là khái niệm chúng tôi tạm dùng để chỉ cho các xá lợi dởm. Thay vì nói xá lợi dởm thì nó quá đau lòng, vì các xá lợi đó chưa từng trải qua giám định ADN, chẳng có một bằng chứng nào hết. Vào thế kỷ thứ 7, sau 12 năm tu học tại Na Lan Đà, Ngài Huyền Trang trở về lại Trung Quốc. Thì lúc đó vua Giới Nhật đã trở thành đệ tử của Ngài rồi, và vua Giới Nhật đó là lãnh đạo đất nước đầu lúc bấy giờ, mới tặng cho Ngài Huyền Trang một viên xá lệ răn Phật. Thì hiện nay Trung Quốc sở hữu viên xá lệ răn Phật đó. Và tương tự, trong một giai đoạn lịch sử, một vị vua Ấn Độ đã hiến tặng cho Tích Lan ở dưới miền nam của Ấn Độ một viên xá lệ răn Phật mà hiện nay đang được tôn thờ tại ngôi chùa tên là Chùa Xá Lệ Răn Phật ở thủ đô của Tích Lan. Cho nên á, các quốc gia được đồn thổi là sở hữu xá lệ của Đức Phật nhiều nhất bao gồm Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Và trong vòng 10 năm qua đó, Việt Nam sở hữu loại xá lợi như thế là không dưới 100.000 viên. Xá lợi nào đâu mà nó nhiều như là cát vậy. Cái quý bao giờ cũng là ít. Kim cương sở dĩ quý, ngoài cái độ cứng rắn của nó, còn là chất liệu rất hiếm. Hiện nay kim cương nén đã làm thành công, nó còn cứng và đẹp hơn kim cương thật, nhưng mà bán đâu có nhiều tiền, người ta vẫn không thích mua, bởi vì nó không có quý hiếm. Do đó chúng ta không nên tiếp tay với các hoạt động trưng bày triển lãm các loại xá lợi niềm tin, hay gọi là xá lợi dởm. Có lẽ nhìn thấy được điều này sẽ xảy ra trong tương lai. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã lập ra học thuyết tam thân: sắc thân Phật, còn được gọi là nhục thân, gồm có 32 tướng tốt, nên nó đúng là 32 tướng đại nhân. Thứ hai là hóa thân Phật, một Đức Phật có thể biến hóa ra dưới nhiều hình thức để đóng nhiều vai khác nhau, mục đích là độ sinh. Và thứ ba là pháp thân Phật, tức là chánh pháp của Ngài được đọc tụng ở đâu, thực tập ở đâu, truyền bá ở đâu, thì nơi đó được xem là thân Phật đang tiếp tục tồn tại. Vào thiết pháp thân này thay thế một cách rất có ý nghĩa đối với các xá lệ thật của Đức Phật.
Vì theo Đức Phật, Ngài chẳng cần chúng ta tín ngưỡng xá lợi của Ngài, mà Ngài cần chúng ta thực tập những lời dạy chân lý và đạo đức cao siêu của Ngài để có được thiết thực hiện tại và siêu vượt thời gian về tính giá trị. Cho nên nương theo học thuyết tâm thân, và nhất là học thuyết pháp thân, chúng ta không nên cường điệu và quan trọng hóa về các viên xá lợi, mặc dù hiện nay chúng được xem là quốc bảo của nước Ấn Độ. Cho nên Ấn Độ dễ gì mà hiến tặng cho quốc gia nào một viên xá lợi thật. Thì lấy đâu mà Việt Nam, một nước xa xôi về vậy như thế, phải đi trung bình là 5 tiếng rưỡi đường máy bay, khoảng 4.000 cây số, mà lại có đến cả 100.000 viên xá lợi, mà chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm. Trong xã hội này, xin lỗi, trên mặt đất này đó, ở những vùng núi, nếu chúng ta đặt một cái cọc cố định ở một cái vị trí cố định, đặt một cái camera chất lượng cao, một máy kỹ thuật số chất lượng cao, một máy là chụp hình bằng công nghệ phim, thì sau đó khoảng chừng 1 năm hoặc 2 năm, cũng ra cùng vị trí đó, chúng ta quay phim và chụp lại, chúng ta sẽ thấy có những viên sỏi mới, những cái cục đá nhỏ mới. Đó là hiện tượng hóa sinh. Dĩ nhiên cũng có những tảng đá, những viên đá bị chết, người ta gọi là đá thúi, nó không thể sanh ra được, nó chỉ chết đi thôi. Còn có những loại nó không chết đi mà nó phát sinh ra. Và Đức Phật cũng đã nói các loài động vật là có 4 loài sinh: sinh từ bào thai, sinh từ trứng, sinh từ sự ẩm thấp, sinh từ sự biến hóa cơ mà. Như vậy các hiện tượng hóa sinh thì được gọi chung là chủng loại là hóa sinh, không thể được xem là xá lợi được. Xá lợi chẳng bao giờ là hóa sinh cả, vì xá lợi là xương thật, mà xương thật thì có màu xương giống như màu xương của tất cả con người còn lại thôi. Cho nên các quý Phật tử nên dành ra trong kiếp người của mình một khoảng thời gian trung bình là 12 ngày đến chiêm bái 4 Phật tích chính liên hệ đến đảng sanh thành đạo, chịu pháp luân và nhập niết bàn Đức Phật và các Phật tích phụ, để sau đó đó chúng ta ôm lại lời Phật dạy, cũng có niềm tin, và mặt khác đó, chúng ta mới tận mắt nhìn thấy được cái hình tù thật của các viên xá lợi thật. Và xá lợi thật thì xấu rất là nhiều so với xá lợi dởm. Xá lợi dởm có màu sắc sặc sỡ, cũng giống như là các hòa thượng trong các phim võ thuật thiếu lâm ấy, rất là đẹp trai. Trước khi đấu võ còn là A-di-đà Phật, rất là trang nghiêm và đạo mạo. Còn các hòa thượng thật thì không được như thế. Nói tóm lại, không nên quan trọng quá về xá lợi. Hãy tôn thờ chánh pháp bằng cách hiểu chánh pháp, thực tập chánh pháp và truyền qua chánh pháp. Chỉ biết bằng cách này, Phật pháp tồn tại vĩnh hằng với thời